Chào các bạn, hôm nay là Madame xin giới thiệu các bạn một bộ sản phẩm mới. Nó là một cái đầu máy hát. Cái đầu này được là Madame đã tùy biến để cho đứng lên để thể hiện một cái dáng retro của những cái radio cổ, rất là đẹp. Thì toàn bộ phần máy hát và cặp loa thì được tạo hình bằng những đường nét cong, nó mang hơi hướng hơi vintage một chút. Ở đây thì phần máy hát nó không có loa ngoài nha các bạn, nó rất là nhỏ gọn. Phía sau thì bố trí cọc, máy hát đã được dựng đứng lên. Còn đây là cặp loa, thì đây là cặp loa Bass 16, đánh tiếng rất là hay, nó rất là phù hợp với cái đầu CD Yoto này. Thì kích thước của cặp loa này á là ngang 20, cao 35 và sâu là 30. Khi bạn bày trí lên cái kệ tivi thì bạn thấy nó rất là đẹp. Hơi chi tiết một chút, ở dưới có chân đinh cho cả máy hát và cặp loa luôn. Loa này sử dụng cái ống thông hơi, sử dụng MDF nha các bạn. Ở ngoài thì phủ lãng sòi, ở trước thì ốc chó của lò JBL. Phía sau thì cũng được tạo hình rất là chỉnh chu. Bạn, cái chất âm của nó thì nói chung là trong cái tầm giá khoảng 5 triệu trở lại thì chất âm rất là ổn ha. Cảm ơn bạn ha. Người mênh mông, mênh mông.